chỉ ăn một miếng kẹo cao su, đầu người đàn ông đã bị nổ tung. Chúng ta hãy cùng xem những cái chết kinh hoàng nhất trong lịch sử. Dùng miệng nuốt ô. Vào năm 2014, Brett Baier nuốt cả chục thanh kiếm cùng lúc và sau đó xoay qua xoay lại thanh kiếm bị nuốt, nhờ đó mà tạo ra một kỷ lục Guinness. Ở Canada có một nhà ảo thuật gia biểu diễn dùng miệng nuốt ô. Tuy nhiên, anh đã vô tình ấn vào nút, chiếc ô bật ra. Ông ta vì bị tắc khí quản mà chết một cách đau đớn vì ngạt thở. Chiếc mũ đoạt mạng. Ngày 28 tháng 6 năm 2008, một người đàn ông trèo qua hai hàng rào cao, đột nhập phi pháp vào khu vực cấm của trung tâm giải trí Six Flags nước Georgia. Đột nhiên một bóng người nhanh chóng đến gần anh ta, nhưng đó không phải là nhân viên bảo vệ ở đây, đó là một tàu lượn siêu tốc đang lao xuống. Tốc độ của nó đạt 137 km/h. Khách du lịch trong xe rõ ràng là không chú ý đến phía trước có người. Một trong những du khách duỗi chân ra, đá vỡ đầu người đàn ông. Chớ trêu thay, người đàn ông đen đủi này vốn dĩ chỉ muốn tới đây để tìm chiếc mũ bị gió thổi bay. Bây giờ anh ta không cần mũ nữa rồi. Kẹo cao su chí mạng. Năm 2009, một chuyên gia ngành hóa học ở Ukraine bị kẹo cao su làm nổ tung đầu. Lý do là anh ấy rất thích nhai kẹo cao su có vị chua. Ngày hôm đó, anh ta đang ở trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị một bát axit citric như bình thường. Sau đó nhúng kẹo cao su vào axit citric và ăn. Nhưng anh chàng này đã vô tình nhúng nhầm vào một bát hóa chất có kali trong đó. Kali phản ứng dữ dội với nước bọt. Âm thanh của vụ nổ ngay lập tức vang vọng khắp tòa nhà phòng thí nghiệm. Anh chàng tội nghiệp vẫn ngồi ở bàn, nhưng đã không nhìn thấy cái đầu nữa. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem những cách chết rùng rợn hơn. Dùng lưỡi để thắt cà vạt. Một chiếc dĩa có thể làm cho bạn đau đớn tột cùng. Đây là những cái chết mà bạn không mong muốn nhất. Vòng lửa. Vào những năm 80 ở Nam Phi, tra tấn được sử dụng để trừng phạt tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp. Tay của bạn sẽ bị trói sau lưng bằng dây. Sau đó, người phải chui vào trong một lốp xe cao su. Tiếp đến là một thùng xăng. Khi nghe thấy tiếng lách cách của một chiếc bật lửa, cơ thể bạn sẽ ngay lập tức bị nhấn chìm trong lửa. Đừng lo lắng, bạn sẽ không chết nhanh như vậy. Lốp xe sẽ bắt đầu tan chảy và dính vào da của bạn. Sự đau đớn sẽ kéo dài khoảng 20 phút. Sau khi bạn đã thực sự chết, ngọn lửa sẽ tiếp tục biến bạn thành một đống tro tàn. Chiếc dĩa dị giáo. Có một tôn giáo xấu xa dùng tra tấn để trừng trị những kẻ dị giáo. Họ sử dụng một cái nĩa đặc biệt có hai đầu, cố định trên cằm và trên ngực của bạn. Bạn chỉ còn cách ngẩng đầu ra sau để tránh bị nĩa đâm. Một khi cúi đầu, cái nĩa sắc nhọn sẽ đâm vào hàm. Giai đoạn đau đớn và sợ hãi sẽ dần dần phá vỡ tâm lý phòng thủ của bạn. Nếu bạn muốn giật đầu xuống để tự sát, thì xin lỗi, chiếc dĩa này được thiết kế đặc biệt. Bạn không chết ngay lập tức. Nỗi đau còn kéo dài. Chiếc cà vạt Colombia. Đây là những năm 50. Hình thức tra tấn của chùm ma túy Colombia. Đầu tiên nạn nhân sẽ bị cố định lại, sau đó cổ bị rạch một đường. Thông thường, lúc này họ sẽ chết ngạt vì máu của mình. Vẫn chưa hết, đao phủ sẽ thọc ngón tay vào vết thương, rồi kéo lưỡi ra ngoài. Trông giống như đang thắt cà vạt vậy. Hình thức tra tấn này là công việc đòi hỏi kỹ thuật của đao phủ, thường được sử dụng để đe dọa và làm nhục kẻ nội gián hoặc kẻ tiết lộ thông tin. Bạn có biết cách chết nào đáng sợ nhất không? Một cái chết chỉ diễn ra trong vài giây thực sự đáng sợ hơn nhiều so với bạn tưởng tượng. Chết đuối. Trên thực tế, chết vì đuối nước, thường thì bạn không có cơ hội kêu cứu. Bạn sẽ nín thở trong vô thức, đồng thời miệng sẽ bị ngập nước và bạn sẽ không thể nói được. Bạn sẽ vùng vẫy cho đến khi phổi cạn kiệt oxy. Bạn phải mở miệng để thở. Đáng tiếc là chỉ có toàn nước. Khi phổi của bạn chứa hơn 25% nước, dù cho có được giải cứu, cơ hội sống sót cũng rất thấp. Chết cóng. Quá trình chết cóng diễn ra chậm chạp và đau đớn, nỗi đau không thể tưởng tượng được. Ban đầu, nhiệt độ của bạn sẽ giảm dần, cơ thể tạo ra nhiệt bằng cách run rẩy. Điều này có thể diễn ra một lúc, nhưng khi thời gian dần trôi qua, nhiệt độ sản sinh ra trong khi run rẩy không đủ, cơ bắp của bạn bắt đầu cứng lại, nhiệt độ cơ thể ngày càng thấp hơn. Lúc này, não bộ của bạn bắt đầu hoạt động chậm lại, không thể suy nghĩ được gì cả. Sau đó, bạn thậm chí không có sức để mà run. Nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột, mọi cơ quan trong cơ thể hoạt động cực kỳ chậm chạp. Lúc này, cơ thể mặc dù chưa chết, nhưng cũng không khác đã chết là mấy. Sau một lúc nữa, bạn sẽ hoàn toàn mất đi ý thức và chết. Nhảy lầu. Bạn có nghĩ rằng nhảy lầu tự sát chỉ đau đớn trong khoảnh khắc? Nó bắt đầu ngay khi bạn bước ra khỏi ban công. Cơ thể bắt đầu rơi xuống nhanh chóng, không khí xung quanh sẽ liên tục ép chặt mũi, miệng và tai của bạn. Lúc này tai của bạn cảm thấy như bị rách, cùng lúc đó sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Não bắt đầu tiết ra adrenaline. Điều này sẽ khuếch đại hơn nữa nỗi sợ hãi của bạn. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ về những khoảng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời mình, nhưng đã quá muộn để hối tiếc. Cuối cùng, bạn sẽ giống như một chiếc bánh thịt vậy. Bạn nặng nề rơi xuống đất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn toàn thân. Thật may là nó sẽ không tồn tại lâu. Vâng, nội dung của kỳ này tới đây là hết. Cảm ơn.